Đấy là ngày dành cho phụ nữ à? Ngày quốc tế phụ nữ Việt Nam đúng không? Đấy là ngày phụ nữ Việt Nam. Em đã từng crush một người. Mình có đang thích một bạn. Em đang có người yêu. Đầu tiên là xinh này, hiền. Tính cách cũng khá là thất thường tí, em thích những người gu lạ. Khá là vui tính. Đôi lúc cũng hoặc là hơi nhiều, nhưng mà lại có những lúc mà có những khoảng trầm, đấy là điều em thích cô ấy. Khá là cute, khá là năng động, nhưng mà hơi chảnh. Mình chưa có ý định tỏ tình. Tỏ tình hay không thì một số một chiều thì mình cũng phải làm thôi. Mình tỏ tình rồi, 6 lần ạ. Anh biết là chúng mình yêu nhau cũng khá là lâu rồi, và anh cảm thấy rất hạnh phúc trong 2 năm qua, và anh mong rằng tình cảm chúng ta sẽ tiếp tục đi lên em nhé. Qua đây thì em chỉ muốn chúc cô ấy 20 tháng 10 luôn vui vẻ, luôn giữ được cái sự năng động và cu te ấy của mình, nhưng mà bớt kiêu hơn. Hơi ngại nhưng mà em muốn nói là em rất yêu bạn ấy. Chắc là cũng còn có vẻ bề ngoài một chút vui tính. Thế cái đồ thì mình phải sống một chút mà chuẩn. Và đặc biệt là phải quan tâm với cô ấy thì cô ấy mới đổ đấy ạ. Chỉ cần một điều tố, chân thành. Tình cảm phải đến từ tấm lòng của mình. Và nó là cần phải có sự rung động của cả hai bên và sự hiểu nhau nữa ạ.